Các cổ động viên của Việt Nam đã sẵn sàng cổ vũ cho trận huy chương vàng. Huy chương vàng của đội tuyển. Các cổ động viên Việt Nam đã cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tranh chức huy chương đồng. Đang chuẩn bị đi cổ vũ. Việt Nam chiến thắng, niềm tin chiến thắng. Ba cầu thủ nhỏ của chúng tôi đây đang đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đây. Việt Nam chiến thắng.